Tối ngày 29 tháng 6, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên người tỉnh Long An đã tiến hành họp khẩn và quyết định Bệnh viện Đa khoa Long An nằm tại phường 3, thành phố Tân An sẽ tạm dừng hoạt động 72 giờ kể từ 21 giờ ngày 29 tháng 6 cho đến khi có thông báo mới. Lý do là trước đó qua xét nghiệm sàng lọc bác sĩ và nhân viên tại bệnh viện này bằng RT-PCR đã phát hiện một nữ nhân viên vệ sinh dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngoài ra còn có hai trường hợp khác là bệnh nhân và người thăm nuôi cùng là nữ. Theo đó, nữ nhân viên vệ sinh dương tính với virus SARS-CoV-2 là người làm việc theo hợp đồng của bệnh viện với một công ty vệ sinh, nhà ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang và từng làm vệ sinh ở nhiều khoa trong bệnh viện trước khi được phát hiện dương tính. Do đó, Bệnh viện Đa khoa Long An tiếp tục cho xét nghiệm sàng lọc những người từng tiếp xúc với nữ nhân viên vệ sinh này và phát hiện thêm một bệnh nhân và một người nuôi bệnh cũng dương tính. Hiện tại, công tác lấy mẫu đang tiếp tục được lực lượng phòng chống dịch khẩn trương thực hiện. Trước đó, ngày 25 tháng 6, Long An cũng phát hiện một nam bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Dã chiến số 1, điểm lập tại Bệnh viện Phổi Long An, phường 7, thành phố Tân An, dương tính và đã khẩn cấp xét nghiệm sàng lọc lại toàn bộ bác sĩ, cán bộ làm việc tại đây. Đến nay, kết quả xét nghiệm PCR sàng lọc cả hai lần đều đã cho kết quả âm tính. Trong ngày 29 tháng 6, Bộ Y tế tiếp tục cấp mã số cho 4 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Long An, trong đó có 2 bệnh nhân ở Bến Lức và 2 bệnh nhân ở Đức Hòa. Đây là những bệnh nhân có yếu tố dịch tễ liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền, thành phố Hồ Chí Minh.